Rất mong các bác là nghiên cứu sâu kỹ từ thực tiễn, góp ý kiến cho các đại biểu quốc hội. Đại biểu quốc hội đi ra thảo luận ở quốc hội phải mang cái tiếng nói của dân, hiểu rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của dân, anh phải báo cáo với quốc hội. Vì anh là do dân bầu ra. Để anh xây dựng luật pháp, thế nào là bảo vệ lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Thưa các bác, các đồng chí là không phải có những, không phải là nhiều, có những anh xấu hay là phần tử xấu lợi dụng cái này để cài cắm những cái luật mà đưa vào có lợi cho một cái nhóm nào đó hay cho một cá nhân nào đó là không được. Khi đã mất lòng dân ấy thì mất tất.